Xin chào tất cả các bạn, mình Hồng Nguyên đây. Hôm nay mình sẽ đến với các bạn một video mới trong chuỗi series Việt Nam Discovery, khám phá Việt Nam muôn màu muôn vẻ. Và nơi điểm đến ngày hôm nay đó là nhà sách Vạn Trí 95 Lê Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Nè, mình cùng bắt đầu nhé. Nhà sách Vạn Trí gần quảng trường Đại Đoàn Kết và nằm trên đường Lê Lợi. Nơi này luôn luôn và lúc nào cũng đông đúc rộn ràng người qua lại. Lý do mà nhà sách Vạn Trí được nhiều người tìm tới vì nó gần quảng trường các bạn. Nơi này nằm ở khu vực đường chính. Ở đây quãng đường đi ra siêu thị Co.op cũng gần này, và ra quảng trường cũng gần, thậm chí là ra viện bảo tàng cũng gần. Cho nên khi mà nhà sách Vạn Trí ra đời và được xây dựng ở nơi đây, được đông đảo phụ huynh học sinh đón nhận. Một phần là vì sách vở và các cái dụng cụ học tập lúc nào cũng đầy đủ, cách tân, hiện đại, mới và hàng nhập về thường xuyên. Các cái mẫu mới hàng hóa được năm nay ưa chuộng, hay các cái quyển sách hot trend cũng luôn được cập nhật và biến đổi không ngừng theo mùa. Ở đây các bạn có thể tìm thấy nhiều tủ sách, hay là tủ sách hay như là cho trẻ con, cho thanh niên, cho những người ham học hỏi, hay những cái quầy hàng lưu niệm cho tất cả chị em phụ nữ chúng ta, hay cho tất cả các em nhỏ, hay những người lớn, nói chung. Và Noel tới rồi, nhà sách Vạn Trí cũng luôn tăng cường không ngừng các cái hàng hóa, trang thiết bị, và có dịch vụ là chuyển phát giao nhận cho từ ông già Noel tới những cái hóa đơn mà có 500.000, từ 500.000 trở lên. Các bạn có thể lựa chọn như thế nào tùy ý, có lịch để bàn, lịch treo, hay là các đồ dùng lưu niệm, vật phẩm trong nhà, ngoài sân. Các bạn có thể tới đây để tham khảo nhé. Tạm biệt các bạn.